Quỷ, Alo, quê du quỷ. bạn à, Dạ. bạn muốn vô đội lặn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chờ nha, chuẩn bị trước cho mình thầy cái lốc bích, Một cái lốc bích. theo ba cái lốc bích, chụp cái băng địt với lại một cái bộ đàm. Cái gì cơ, cái gì cơ, nói lại. Hay Một chụp cái băng địt, cái lốc bích, 20 băng địt, một bộ đàm, ok. Ai có bộ đây, ai đàm có đây. ba ba cái lốc bích đi, ba cái lốc bích cho chắc. Ok, ai có đây. Cứ Quay mang du, đi rồi mình quay du. Bắt me up, bắt me đang đang chuẩn bị đồ nghề để xíu. up. Ok, bắt me up, ok. Ok, Am là chỗ bán gỗ, ok. Đây rồi, đợi của tôi đây rồi. Nóng tính quá vậy. Nè, nhìn tiền của tôi nè, đây bà. Nhìn tiền của tôi đây. Oh shit. Đẹp bạn, còn thiếu 20k để mua xe rồi bạn ạ. Anh bán vàng hả? Anh là địch mà làm nhiều nghề lắm đó nè, từ ăn trộm, bán vàng, đầu sắt, chặt gỗ, cái kiểu của đại điểu nghề gì cũng làm hết. Nghỉ khỏe đi. Ủa cái ông người Huế nó tin tưởng được không vậy? Được. Ủa sao nghe nói thằng người Huế đó người sợ nước mà. Anh này anh thợ sửa xe à? Tôi chuyên nghiệp lắm nay bạn nay Kỳ ơi. Lại làm thêm nghề đó anh. Tôi làm thêm mà. Dạ quá, tiền để đâu cho hết, Ôi rồi mà lát đi làm là tiền chia bốn đó nha. thì tất nhiên rồi. Nhanh lắm, hey, là làm nhanh lắm. Ê bảy ơi, tao bảy ba người còn lại ba nhá. Kéo gì vậy? Đá nó xuống, đá nó xuống, đá nó xuống nhanh. Công thức làm việc của tụi mình quả là đã chéo quả được chứng chéo. nhận rồi nhé. Bây giờ bạn nghe tiếng gì chưa? Xuống lấy đồ đi. Đây rồi. Wow! Baby! Sài ơi, xịn đó nhờ. Đẹp mà anh bạn người Huế của tôi hơi bị đỉnh đây. Ready, ready. I'm ready, motherfucker. Ê, bảy ơi, chở đi mua banh điện với lại Đó. bình lặng được không? Đây lên đi. Ok nhá, nhưng mà đảm bảo an toàn không đây. Đây lên đây. Let's go. Lấy A cộng máy bay rồi. Bây giờ Ok. đi em. Nói chung là mua banh điện với bình lặng cả. Vậy xuống Đúng kia là con trai của ta. Anh chị gái Ben được mấy mua thỏi bộ đàm vàng nhá, rồi. còn lại đi mua băng địch nha. Anh được Ok hôm qua anh nung ok 20 cái kim loại bí ẩn, được một thỏi vàng, một mình đen vá lồn thề. Chắc nó chết. Bao nhiêu, bao nhiêu, cơ bao nhiêu? Hello. 234. 234, 234. Đúng là con trai của ta. Gara đóng cửa một tháng để đi lặn. Đọc đọc thêm rồi. Đã quá, chóng mặt quá. Trời ơi đừng lo. Wait, wait. You guys hear me? Ok, hi dù. Ok, Ông đi rồi ông nè. ơi đây, ông ơi Cầm đây. đi đà, cầm đi đà. Được không, ổn không vậy? Quay, cảm ơn BZ. Ông hơi lặng đây, đi mua đây. Slow down. Ok. Quả trái, quả treo. Đúng là con trai của đây, ta. Let's go. Sáng nay bông min đổi được tận 4 thỏi vàng anh ạ. Yếu tay thì 4 bình, còn khỏe thì 3 bình. Bao mua bao nhiêu bình cơ? Tự tin thì 3 bình thôi, còn không tự tin thì 4 bình. 4 bình con mẹ nó đi, ta lấy tự tin đâu. Mua nhiều quá nặng người chứ không có gì đâu.
Huy Huế có tiền ba không? Ba muốn chắc keo hơn. Nói chung thì ba bốn bình đi, bốn bình đi chắc. Bốn bình hay là năm bình hay là mười bình? Giờ nếu mà sợ quá thì năm bình đi, xong rồi xài luôn một bình cũng được. Ok ok ok. Mua năm bình hết đi, mua năm bình hết đi. Mọi người năm bình. Đăng thế. Ok ok, let's move, let's move. Cái máy bay này hơi to đấy, có đầu xuống cái gì? Thôi, từ, đậu đột vậy? Được. Nếu biết nữa nên thử. Thôi, tôi có bãi đất ở trên kia anh trai. Có con chó kìa, cái con chó cắn. Đúng là con trai của ta. Được. Anh bên không mua xe sớm là lạm phát tăng giá đây. Tí đi mua liền bây giờ em à. Không được đâu, con mẹ nó không được. Thôi. Con chó kìa. Không được. Thôi. Lên cái bãi đá phía trên đi, con mẹ đó. Buồn mạng người đi, không được. Buồn mạng người thôi. Đó kìa, thả chó kìa. Nào! Máy bay này hơi chạy, to. Chạy, mẹ chạy. Lì vái luôn. Buông mạng người đi. Sao thế? Nhưng mà coi chừng con chó nó cắn. Con chó này không cắn đâu. Sao lẽ máy bay nhỏ hơn lại cái máy bay kia ngon thì không kia cái máy bay con này tự lái. Con chó này tao vui mà. Ôi dồi ôi. Không sao, không sao. Cánh máy bay là bằng titanium, cả cả chứ cũng chắc không sao. Cả Huy mất điểm á, đúng rồi, gây mất điểm mà ai cũng không cho Huy đấy. Tức chết hết quán rồi à, phải ơi. Đây, thôi mày anh. 7:12 giờ. Cố lên, Roger Dad. Bây giờ đi 2:10. Đi đúng kim đồng hồ thôi, tức là mình đi 10 giờ xong rồi 12 giờ. Lâu lắm rồi, mày mới được nói over cái đây mà. Đấy, thì hai người mà lúc đầu 10 giờ chắc chắn là sẽ spawn 2-3 giờ gì đó. Đúng rồi. Một vòng tròn, quay về. Đấy, ok, over. Và lên chiếc khăn này, lên chiếc khăn này. Ê, tao sợ với là cái gọi là cái gì? Bày lại đi. Cái đường hầm á, cái gì đây? Cái gì mà vậy? Đi mẹ. Lên đi. Lên các bạn. Lên bên cái chỗ 10 giờ đi. Ok, let's go. Lát nữa nha, là đứng từ căn nhảy xuống luôn nha. Ừ, nhưng mà nhảy thấp luôn nha cha. Bây giờ thì nó tao đứng gần rồi cha nhảy. Woo! Thôi, bay chậm. Không rồi. Không. Thuộc đường rồi, nhắm mắt đi cũng được. Bốn sinh mạng đây. Mà lát nữa bơi vô cái mũi này nhá, bơi vô mũi nhọn này thấy không? Hẹo. Hạ xuống. Slow down. Đúng là con trai của ta. Chuyên nghiệp thực sự mặt cười. We are landing. Jump yet. Bạn thấy gần đủ gần thì nhảy đi cũng được. Gần xíu nữa. Rồi dậy đây. Go. Các bạn có một chuyến lạc thành công. Over. Đừng anh ta lép nha, đừng anh ta lép đi quê nha. Chết đấy. Ok, đi theo tao. Qua phải. Đi. Qua phải. Mẹ bộ lóc bít đi. Đi đâu luôn ấy. Mẹ lóc bít đâu. Ây da, nhiều không đủ oxy rồi anh Ben ơi, phải xài một bình nữa rồi. Đúng. Sao cần thiếu oxy các bạn ơi. Đến kịp. Đúng. Được Huy Quế, được, chúng ta làm được. Được. Ổng không, over. We gonna die. We gonna die. Woo.
Ủa có đó không vậy mấy anh trai? Hay là bơi vô vậy? Đợi đợi đi bạn ơi, đang lấy thuyền. Ok ok ok. À, vô vô mũi nhọn, vô mũi nhọn. Chưa nghe tiếng thuyền chưa? Chưa. Mày cứ cho lên bờ trước đi, đừng bơi vội. Biết mấy cái chỗ lặn của UFO chưa? Phải biết rồi. UFO tốn bình lặn lắm á nhá. Đi đúng một bình được, cái chỗ đúng một bình được. Alo. Trời ơi. À đây. Chạm. Ok. Anh không lưu số em à? Ờ, sao đó em? Trắc. What you want from me? Chậm là được. Chờ xe anh ơi. Tao đang ở dưới nước rồi. Dạ, đi lặn à? Ừ. Thế anh làm đi nha, cẩn thận chết nha. Không chết được, team anh chuyên nghiệp lắm. Team anh gồm những rồi là gọi là ta. Team anh cây bích để. Go. Ừ. Ôi dồi ôi, sáng vừa chết mất 3 ông, mất 15.000 đấy. Ôi dồi ôi. Không, team anh khỏe lắm. Đấy là anh nghĩ thế thôi, chưa thấy lúc yếu mềm đâu. 100 kg đi ẩn rồi. Dòng nhá, thì đúng là con trai của ta. Anh Ben hát bài đi, đợi là vừa. Ê, hồi nãy không yếu được bao nhiêu kg bí ẩn đây? Ẩn trái. Bao nhiêu? Bao nhiêu cơ? Thì để tốt nhất là lát nữa chia thôi, lát nữa nung ra xong rồi được bao nhiêu. Thì chia đều mà, chia đều hết mà. Chia đều ra. Đi vòng tròn, trong này có người đào nhiều, người đào ít này. Ôi chết mẹ, tao lại chuẩn bị mất máy bay rồi tụi mày ơi. Tao lại chuẩn bị, tao xem thử tụi mày về chứ tao mất máy bay rồi. Không đùa như thế nha. Đi hai bài đi bộ về đây. Ê, lên bích lốc chính huyền đi, mất máy bay rồi. Lắm. Thế thì đi tìm máy bay mới đi, chú ấy. Đã, cái tay làm gì có máy bay. Chết mẹ rồi. Chuyển xe canh máy bay nhé, canh máy bay nhé, chú ấy nhá. Ok. Let's go. Rồi, đâu rồi. Ê, đi theo nha, chỉ đúng một đường. Ê, chỗ đi xuống, ê, quay lại chỗ xuống bên này. Lội đầu xuống chết. Chỗ này cũng hơi chết đấy. Mà chỗ này nóng vậy. Chỗ này đi chắc cũng được. Ôi. Sao không sao, ổn. Đau quá, đừng đè, đừng. Ây da, ơi. Ơi, đi từng từng thôi, thiệt từng lưu ý. Rồi nha, bây giờ mình lặn rồi nha, lặn rồi mất protein tí lắm. Nửa bình, có nửa bình được nữa không? Nửa bình à, đủ, đi khéo rồi đủ. Ê, gần bờ lắm, trời lên được. Yêu cầu đi lặn mặc đồ sáng màu. Đây à, nhìn theo cái giày highlight nha. Trời ơi, đừng có anh tên lắm. Ok. Bên theo chưa? Đừng anh tới lép, đừng anh tới lép. Ê sao vậy, vấn đề gì vậy? Anh tới lép là nó bị ngất. Alo. Ô, phải bên gara refund không ạ? Ờ không, đem là đội lặn nhá. Ủa sao xuống thấy dịch vụ là thở máy mà nhỉ? Thở máy hả? Hôm nay em xin nghỉ phép một ngày để em lặn. Thì công ty mình còn ai làm việc không? Chắc là còn đấy, gọi người khác ra đi. Qua đây. Ờ. Điểm đầu tiên ở đây nè. Đâu rồi, alo. Đây. Ok,
Rồi, quay vô đó đi, Đừng nói bộ đàm nha, ngất đây. Bên kia, hướng, container. Container á? Container không có. Ở đây nè. Tới chỗ chị xin lá đây này, xong rồi quẹo trái, xong rồi bên kia cái tàu màu vàng nữa. Xong rồi nha, over over. Cái gì vậy ông nội, ông bơi giùm con cái. Từ nha. Dịp xuống em bên này. Cái cầu của container đó là hai điểm container với lại một điểm cái thuyền, cái máy đẩy màu vàng ấy. Không biết, ở đâu. À đây 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 đây. Đâu rồi? Ờ. Ôi, đây, 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 xong rồi, Ok nha. Thôi, lên, lên lại tàu đi, lên lại máy bay đi. Máy bay mình là cái đảo... 18 mảnh nha. Thôi vậy là full nữa, thôi về nung đi, nặng người lắm rồi. 16 nha. Thì chỗ nung ơi, bây giờ chỗ nung ơi. Full rồi nha, full người nha. Ơi, đầu bên đi đầu tiên. Hello. Hello, anh ơi, cửa hàng bên mình còn hoạt động không anh? Hả? Để em qua thử xe. Đợi anh khoảng một tí nữa nhá, anh đang lặn. Lặn hả? Tầm bao lâu? Khoảng chắc là khoảng anh cũng không biết xác định nữa. Ok, thế thì em cứ để xem nó đi, cứ để xem nó đi, cứ anh dạng sửa cho. Ok ạ. Ok. Go 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 go. Chặt cái đuôi, Nào. Một con. Một cục nữa. Ba cục. Trời ơi, đụng má nó ba cái tạch liên tiếp mà mày. Ơi, cục đầu tiên được qua. Hai cục. Ai dạ. Hai cục. Over. Cả sáng làm ăn chán á. Mấy bạn mới xem rồi. Cục. Ba cục. Bạn mới xem, bạn mới nói câu đó rồi. Đại đầu tiên được, xong đều được nữa luôn. Tổng cộng bao nhiêu cục? Hai cục. Đầu tiên. Sáu cục. Yeah. Lên tiếng rồi. Sáu cục. Sáu cục. Ok ok. What the anh fuck? Mệt quá hết. Good. Rồi một người giữ vàng hay sao? Hay đem về? Bán luôn không? Nặng lắm. Thế đưa về không nhà bán, tao. Không bán. Đưa về nhà tao cất cho, cất đi, Nhà bên không? Nhà bên dư slot không? Nhiều nhiều nhiều, còn mấy trăm slot cơ. Nhiều okay. nhiều nhiều. Đi. Lấy nhận lại. Ừ, chào mọi người nha. Tụi anh vô nhập viện, anh vô nhập viện xíu. Anh đi liền luôn. À, bị, anh ơi. Bị xui, bị xui. Ok. Sao anh lại dùng cái đấy? Ở nhà sao kỳ cục vậy? Ok, không được dùng à? Tới tụi anh là được. Nếu mà được anh... Ủa? Có bác sĩ ở đây thì anh phải nhờ bác sĩ. Ơi trời ơi sao?
Trời ơi, từ em phải nói sớm chứ. Thôi từ từ, từ anh gửi ra. Anh gửi thêm 500 nha, anh gửi thêm 500 nha. Mà bình thường mình chữa trị này tốn bao nhiêu? Anh không, anh không nói đây là bọn em không biết á. Ôi trời ơi, bọn anh đang gấp. Xin lỗi em, xin lỗi. Chữa trị tốn có 500 thôi. Đây 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 đây, anh gửi thêm 500, anh gửi thêm 500. À, thôi thôi anh, tại vì cái anh chữa trị kia là hết 500 đô là cái đấy là đủ rồi đấy anh. Lần sau lần sau có bác sĩ thì anh để bác sĩ chữa với chị anh nhá. Ok, Phi tặng em cái ôm nhá. Dạ dạ. Đi. Trời ơi, sợ làm phiền hai chị, trời để hai chị chữa trị cho. Uầy. Mày phết nhờ. Sao anh đi xuống thang hả? Xuống thang của ai vậy? Để em vào. Chạy. Lấy BI à? Tụi anh là đặc nhiệm lúc đến bộ. Đúng là con quỷ của ta. Hello A Ben Mập và Y Kênh Chát Mập. Ông cứ để xem bên gara đi, tức đi mình đi sửa cho nhá. Ok. Nhanh lắm, sửa nhanh. Bây giờ hiện tại tôi đang làm việc ngoài một xíu, anh thông cảm nhá. Đúng là con trai của ta. Chào anh Ben Mập Ú. Mình có nên đổi bình oxy mới không các đúng bạn? Đúng là con trai của ta. Hello anh yêu dấu bé ba. Ok, cảm ơn lại béo. Bây giờ chỗ này của ai nè, nhảy xuống đây nè. Của tớ xuống tí nữa. Trời ơi, điệp bàn này sợ đâu cao à. Sợ chứ, trời ơi. Trời ơi, gần lắm rồi. Xuống đây. Ôi, gần cái lồ nó cao quá lồn nè. Điệp ra lừa quá lồn. Cao mà. Đi xuống nước mà sợ cái gì. Lính thủy đánh bộ mà nếu sợ được. Xuống nước thay được bình oxy đúng không? Một bậc thư rồi thay. Ok. Rồi, từ từ hạ xuống. Hạ thấp xuống. Cái từ từ. Sao vậy, có sao vậy chị gái? Không sao, ổn nha, xuống nè. Chị gái chiến quá ta. Bạn ơi, sóng đánh quá bạn ơi. Xuống nha. Nhảy đi, sóng đánh lắm. Chỗ này đéo sóng không được. Rồi, đi hơi xong, thì chở bảy ra nhảy ra xe tăng nha. Ui, cái điện con mẹ mình sợ thế. Sâu vãi lồn. Thôi biết cái bờ cát rồi đúng không? Ra bờ cát nữa nha. Đây rồi nè. Fuck. Ok, xong rồi nha. Fuck! Bảy cái chưa, hello. Chở bảy cái chỗ. Ao. Bây giờ. Thôi. Ăn cơm chết rồi. Ăn cơm chết rồi. Đấy rồi, trái chứ, chỗ bên nè. Ăn cơm chết rồi. Đấy rồi. Đây gọi cứu. Ăn cơm chết rồi. Ăn cơ đi rồi, cái hầm này nguy hiểm quá bà con ơi. Điệp mà nó sâu vai cá biều. Ta bơi vô bờ nhá. Alo?
rồi, bơ bơ đi anh Ben. Bơ bơ nhá. Cái máy của anh Ben là gì vậy? Ơ, chỗ mới của ta là chỗ Yêu Huế. Tao bơi qua chỗ Yêu Huế luôn đây. Đấy thì bơi qua luôn đây, ở bơi qua. Bên này không cần bình mới đâu, bên này không cần bình mới đâu. Tao hết bình rồi mày. Tăng gần lắm, xe tăng chắc gần. Why you in the moon? Moon, I like moon. Cho tăng 3 chỗ xung quanh nha. Lên chung lần xuống lại kìa. Trời, nó hết hiện chỗ này. Mày thấy là chỗ nào vậy? Thấy hầm không? Chúng ta là có người nằm xuống. Đó là bên tàu á. Và đó chính là vợ của A Bảy. Ôi, đẹp bà cảm giác vợ chết chứ bà Bảy rất là bình thường vậy. A Bảy ơi, chị mà chết mà sao mà tỏ ra bình thường đấy. Con rau kêu cứu rồi, đợi xíu. Mấy lần nào xin hiểu vậy? Ben, are you okay? Thôi rồi, tôi giả bộ, tôi không trả lời. Đúng. And if you alive, say ọc ọc ọc. Hay là nó không ọc rồi. Mẹ rồi. Mr. Ben, are you okay? Hello, Mr. Ben đi trả lời. Trời ơi, chưa này tôi đi vật xã thôi. Trời ơi, sao lúc đầu chân chu lắm mà sao cũng sao nó hết chân chu rồi trời. Có gì sai sai thì phải. Dừng tay, tao nè. À, nó ổn, vô lại. Ôi dồi ôi, cảm ơn bà chấm. Để làm hết hồn. Tao chỉ treo thế thôi, điệp mèo chuyên nghiệp chứ đang chết tới lâu nữa được. Chết rồi bỏ đi luôn. Là chết rồi cũng bỏ đi chứ đâu làm gì đâu. Có cách này cứu lên. Đây bây giờ cái chỗ nào? Của tao là trời ơi. Dễ tay. Yeah, điệp mà kích thằng này ra khỏi tim đi. Lính, đừng đợi lính đánh thuê giải tán từ đây. Nghĩ đi. Về đi, ai về nhà đấy đi. Nghĩ đi. Đừng về. Nghe là thằng 7 một phần tư là chết ngay đó chứ. Tao nhớ là tao huấn luyện chỉ dẫn kỹ lắm mà tao sao là chết được nhỉ? Thì đó. Người ta mới bảo là mấy cái việc quan trọng đừng cho vợ đi theo. Không nghe cơ. Này có máy bay không vậy? Học đầu tiên là kêu 1/4 mà ta sao vẫn trễ hơn ta. Thôi bây giờ về nung đi xong rồi lát nữa đưa hết cho Huế đi bán rồi chia tiền cũng được. Không được mình phải đi tiếp chứ. Đi tiếp bây giờ phải lấy điểm lại từ đầu chứ không bây giờ nó loạn điểm lắm. Alo. Đây rồi. Rồi. Mình còn sống, mình còn sống các bạn ơi. Thú việc, chi việc chỗ cũ. Đúng nha. Đúng là con trai của ta. Cái gì chỗ cũ quá. À, béo ý. Bằng một điều kỳ diệu nào đó mình vẫn còn sống nha các bạn. Ok. Kỳ diệu nào phải. Ôi cảm ơn em gầy nhé. Sao vậy? Sao? Chỗ hồi nãy mình đi với anh Ben nha, nhưng mà mình bị một con rượt đuổi rất là kinh khủng nên là bây giờ mình vẫn còn sống nha. Mình tưởng mình còn mình chết rồi cơ. Đây là người ma vậy. Mẹ ma vậy, tắt đàm, tôi nghĩ là ma rồi. Ma rồi, thôi, đổi đàm đi. Ai giờ rồi, đổi đàm. Nghe hỏi gì đếm rồi. Nếu được rồi. Ma ma hiện hồn về. Sao chuyện này được? Thì mình đâu si ra đi, nặng lắm. Mấy bạn. Ừ, đều bỏ ôm. Con thẹp nhốn nhừa không vậy? Toàn rồi. Toàn rồi! Ôi trời ơi! Có một thỏi à?
8 cái nữa. Một thỏi nữa rồi, ok. Ui trời ơi. Ok nữa. Ui trời ơi. Ui trời ơi, game này lỗi rồi. Ôi trời ơi. Ui trời. Điệt con mẹ, nó vãi cả bìu. Mày biết tao nung bao nhiêu cái thất bại không? 10 cái thất bại. Cái gì? Một thỏi vàng. Một thỏi vàng. Em một thỏi này, thế thì có 2 thỏi rồi. Trời ơi. Mẹ, tao nghĩ là... Ôi, thôi thôi. Nghĩa là tới lúc chúng ta phải thì giải tán rồi. Em sắp tới rồi, sao em bên đây đéo có trực thăng luôn. Trời ơi. Bỏ khu kia đi, ban ngày mà. Rồi, để qua bên sân bay đã. Nào, té bây giờ. Kìa. Cái gì? Thế đâu? Ai có cam kiến gì nữa không? Đi, mới lấy đi. Đi cơ mà. Đi mà. Ơ nó hạ kìa. Nó hạ cánh kìa. Ê tập kìa. Tập kìa. Có bye bye. Có bye bye rồi nhá. Có bye bye rồi nhá. Đâu quen. Xuống đẹp mẹ mày thằng cang. Xuống đẹp mẹ. Tắm nó. Đi luôn. Let's go! Woohoo! Let's go! Bay đâu? Sân bay. Từ từ treo. Quậy! Nghe nói cháu muốn gia nhập team của chú đúng không? Cái gì? Team gì chú? Team lặn. Thiệt hả? Có cho gia nhập không vậy? Ờ, 1k gì? 1k đô phí gia nhập nhá. Cái gì mắc vậy? Đường tiền nhưng đi mà, mua này nọ cái thứ cũng đã 1k nhưng mà rồi. Cháu phải nghe những lời tụi chú dặn nhá, không đúng phải chết con trai rồi, của chú ta. Chịu đâu á. Cái ngày này nguy hiểm bán lắm. Bán sớm không thôi nhưng lại phí giá như kim cương. Đừng tức. Là sao? À tí chiều được không? Bây giờ đang đi qua chỗ này rồi. Ôi, thế à? Hên quá. Cái gì hên? Không, mày mà xui đó nhờ. Đẹp mà lâu quá xui không gặp chứ. Cháu. Ừ, lâu quá không gặp cháu. Mấy nay chú về thăm mẹ. Tí có gì cháu gọi nha. Ok cháu nha. Ok. Bà lóc số chú luôn đi chứ gọi làm gì nữa. Mày làm gì đấy? Đi! Rồi, xong chưa? Xong hết rồi! Go! Có 3 người thôi! Cháu tao đi đâu hello, rồi? Hello, các bạn ổn không? Ờ. Đâu rồi, cho cháu lên bộ đàm đi! Cháu đây, đi em rồi! Em đây! Ok! Trung tim à! Chết mẹ rồi! Anh Huệ ơi! Ai ra chỗ khác đi, để em lái đi nhá! Thôi nó lái đi, cho thằng bảy lái đi. Tính lười người ta 1.000 đô. 1.000 đô nha. Thầy ơi sao nó lại như vậy nha? Đâu? Nó cháy cuốn rồi. Qua cảnh sát kìa. Cái gì tìm mình vậy? Ui, ôi dạ. Qua đây luôn. Thì con mày cái lồn đây. Lên ngồi cái. Cháu ơi, cháu lâu đó cháu. Cháu ơi, lẹ lên. Công an tới cháu ơi. Công an tới rồi. Em má. Mày đừng có nói nó đi rồi mới nhờ công an nha.
đấy mẹ ơi. Tự mình là máy bay đâu mô hình. Nó tự mua. Em gái đâu rồi? Nó tự máy bay mô hình. Nhanh cháu ơi. Đi rồi. Cái chiến này lành ít dữ nhiều nha. Sao lâu quá ta. Cái chiến này đẹp mà mày đéo lành tí nào á. Nãy bắt đầu sân su thì khúc cuối còn hơi kiểu khớp khớp. Này bắt đầu đã hơi khớp rồi, lát nữa chắc thảm họa nữa quá. Đẹp mà. Có khi đẹp mà thôi thì xong chết luôn rồi. Ủa đâu rồi? Từ từ đi chứ đốn quá à. Trời ơi. Từ từ thì bữa nào cứt nó mới nhừ hả cháu? Cho nó thời gian đi, hỏi quá nó tông xe bây giờ. Bây giờ, từ từ. Tiên Ngọc mang đủ đồ chưa? Mang đủ rồi, nè có phải là gồm có 4 cái bình lạng. 20 cái băng đít đúng không? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Bồ đàm. Còn gì nữa? Ủa còn gì nữa dặn có vậy à? Thôi thả xuống đi. Ba cái lốc bít nữa cháu ơi. Ba cái lốc bít nha. Bây giờ không có lốc bít láng. Đây rồi, có chuyện gì? Ba cái lốc bít thì nghề của em rồi mấy anh ơi. Thì sao lúc này vẫn đi vô vậy? Anh đi bộ vậy. Ủa nhưng em hỏi là mình ăn cắp cái này đâu ra vậy mọi người? Không có ăn cắp, cái này là bọn chú đầu tư. Bọn chú mua. Cho nên là cháu là phải đóng phí. Ba cái lốc bít cháu thấy có mùi ăn cắp lắm. Lốc bít là trường hợp khẩn cấp mới cần tới, mày chơi không? May quá, còn đúng ba cái lốc bít luôn nè. Trường hợp còn bị bỏ rơi á, tự lốc bít về. Trường hợp là kiểu như máy bay lao xuống biển chẳng hạn này. Trường hợp gì có gì vậy? Trường hợp xấu nhất. Trường hợp gì mà đủ có máy bay lao xuống biển? Trời ơi, nói gì thôi chứ xảy ra hoài đó. Mới xảy ra thất thì đó. Cháu sẵn sàng chưa? Ok. Một ăn cả ngã về không đấy. Nhưng mà bơi ngoi lên lúc nào vậy mọi người? Bơi vô thôi. Nút S. Bơi S xong đè ship. S đè ship. Rồi mình lặn xuống mình tìm cái gì? Lặn theo anh Ben đi, rồi anh Ben chỉ cho lặn chung. Lặn xuống kim loại bí ẩn cháu ơi. Rồi nha, sắp 5 giây trước khi nhảy này. Sợ quá à. 5 4 3 2 1 nhảy. Bom em nhảy đây. Cứu lên cháu ơi. Đừng đè em tới lép nha. Đừng đè em tới lép chết cái chùm đấy. Dưới đó đi chung thì nói chuyện gần đi với nhau đi, bay vô đây. Chết chưa? Sao im vậy? Ủa chết rồi à? Anh kiếm cổ vật hả? Ok nha. Theo chú. Cái này dính này giống như đợt hôm bữa tụi mình đi ghê luôn. Hết nhiệm vụ rồi nhá. Thi Ngọc ơi. Ơi sao chú? Chưa chết à? Đang thay bình. Thay bình đi không chết đấy.
UFO nó sâu vãi cá bìu ấy. Anh em thấy nó sâu không? Không đéo thấy mặt nước đâu được cơ này. Cháu đồ chú ơi, sao cháu nghe bảo mọi người bảo cháu còn một điểm nữa? Ờ đúng rồi. Đó, còn 3 điểm. Đi bên đầu bên kia, đi bên đầu đối diện á cháu ơi. À ok ok. Cái lúc ở trên hay lúc ở dưới vậy? Ở dưới, ở dưới, ở dưới. Bảy ơi, ta bơi vào nhá. Đủ má đậu đây luôn hả? Bay đầu nghiêng vách cần điện mà mày dân chơi à? Đừng lo, tao chết chỗ này 3 lần rồi, tao rút kinh nghiệm rồi. Thôi, tao biết chỗ nào đậu được. Ôi, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, sao, đừng đi đi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, không sao, để mình sửa cho các bạn, cứ đi đi. Đi đi, xuống đi, xuống đi, happy, happy, happy diving. Ha! Theo chú cháu ơi. Góc, 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 đẹp, góc, thôi, 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 để đi, mẹ mình đừng sửa, xin mày đấy. Phải chuẩn bị vô cháo, chuẩn bị lặn này, chuẩn bị chúng bí mất này. À, đây, đây, đây. Một, hai, ba. Cái điện của mẹ mày đầu dính vô cái container rồi. Đi đâu vậy má? Đây, sau lưng cháu nè. Thì Huế rồi, Huế lên nhanh, nhiều khi bẫy xuống lặn luôn. Ra luôn nha. Xuống đi bay, thầy mới bay rồi. Xuống đi. Chết mẹ phun người rồi. Mà xuống luôn rồi bị lộ không? Điểm của bẫy ta bên kia là. Từ 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 từ, ta phun người, ta phun người. Thằng nào lụm đồ giùm tao cái. Vậy lên đi, đưa cho tao, lên, leo lên đưa cho tao. Nhanh vậy á, bên mới chưa có 2 cái rồi. Ôi, xong rồi, 6 điểm đúng rồi hả? Nhanh dữ vậy. Đây, để lấy quên Ben. Không, anh Ben đưa đây, Ben đưa đây tầm 6 cái đi. Còn nhiều điểm không? Còn 2 điểm. Cái cuối cùng mà nó bị chú. Nó lên cục màu vàng hả cháu? Nó lên cục màu vàng hả cháu ơi? Cháu thấy rồi, cháu thấy rồi. Ây da, cũng chuyên nghiệp quá đó chứ. Trời ơi, cháu mà một lần rồi quen rồi, được rồi. Cái này thì... Ờ, được nha. Cái này thì kích ra đi xa bèo rồi chứ còn gì nữa. Chị học việc nhanh đó nha. Em lên rồi nhá. Hồn đi, hồn đi, hồn đi. Lên anh Ben ơi, sóng lớn quá anh Ben ơi. Lên nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đúng là con đây. Trai của ta. Hôm nay ôm chị Mây chưa anh thần? Hôm nay anh chưa ôm chị Mây. Điện đông luôn nha. Mùa đông đi hết chỗ rồi. Sao đéo lên được? Alo.
Cho nó được. Đi ra, đi vô lại. Leo lên, leo lên. Đi ra rồi, đi vô. Hello. Hồn đi, hồn đi. Giờ phải đi đúng đấy. Đi đúng đây full người hết rồi. Người yêu cũ, con người yêu mới. Cái nước ở bên này nó trong suốt hơn, nó dễ nhìn nè. Còn bên kia tối thui à. Thì cha xuống hầm thì cha mới thấy cái cảnh. Ôi, có cái hầm nữa hả? Ôi chết con mẹ ơi, tao lại quay về cái web ô rồi mày ơi. Con mẹ không sao. Hai người về 10 giờ lắm. 10 giờ mà.